Thuốc nào lúc đéo có thì mẹ mày tẩu thuốc còn tí, tao mà đã từng châm rồi mày tí cái đầu đen này đầu, rõ ràng là mình vứt vứt xong lại mẹ thì không có thuốc lại nhặt lên cái châm thôi, dạ hơi rồi xong thì hiểu không? Anh em chút thì chiều chú rồi, vui thuốc chào cả nhà nhá. Đây lại thử tí hôm nay nghỉ anh em Giang xuống chơi này đấy, Giang chào mọi người này. Đấy. Đấy, em Giang từ Thanh Hóa ra chơi. Đây, hải sản hải xiếc tầm bổ, anh đang ốm tầm bổ, hôm nay có bán hàng nọ ở đâu. Đấy, toàn đây, đấy ông cháu đây. Đấy. Đấy, ông mải các bánh chưng này. Đấy, đấy. Đây là tên nhà, sang nhà đấy. Đấy. Anh ăn chào tất cả anh em nhá. Mình mấy vợ chồng Giang rồi anh em ra thăm. Ăn đi em, ăn no thôi. Bánh ngon. Lâu lắm rồi chả uống rượu chè gì cả. Độ này quên hết cả rượu chè rồi. Anh Tuấn nhà ở đây, Tuấn nhà. Anh ở đây tụ. Bây giờ già ốm quên hết cả rượu chè rồi. À đấy sao về gần nhà em. Em bên tủ giấy, anh cùng Hiền ấy. Ok. Sao, tá tấm gì đâu mà bạn Khoa, anh em mình thôi. Chú đẹp trai như cháu à, ok nhá. Hôm nay anh em sang chơi. Mình vừa ốm mà anh em sang thăm thì anh em uống rượu nhìn thèm quá mà mình thì chả uống được. Đấy, nhìn toàn đồ ngon mà cũng là phải chịu này. Bạn này, chào mọi người đi cái nào. Đây ông bạn đây. Bạn ở đâu rồi nhỉ? Đây. Chào mọi người đi cái. Chào Facebook của bạn Dũng nhá. Đấy. Hôm nay say quá rồi. Say tình say nghĩa say gì đâu. Say. Chẳng nói gì đâu nhưng mà chúc mọi người bạn bè của Facebook của bạn Dũng luôn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn Nguyễn thế anh Nguyễn nhá, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chú bán giày đi nọ mua của chú một đôi, ok. Cảm ơn bạn Khoa rất nhiều nhá, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ơi thắng à, ok tuấn nhá. Hôm nay con nhận được đẹp lắm, cũng khen con ưng lắm, ok. Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua là anh em ủng hộ mình rất nhiều, nhưng mà thật ra nói là mình cũng không bao giờ để cho Tuấn Tú sang đây uống rượu chú Tú ơi, cũng không bao giờ để cho anh em phải để thất vọng. Chú chào Tiến nhá, chào Sâm Trần nhá, chào tất cả anh em nhá. Rất là cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok chào Hoàng Hương nhá. Anh ơi, chào cô Bít. Cho em chào anh em của anh. Đây. Anh đánh nhà. Anh giờ ít người xem nào. Không. Không phải nhiều. Bây giờ có mấy trăm người. Em chào tất cả anh em thân yêu nhá. Của anh Dũng. Hôm nay là cũng là cái ngày tình cảm đặc biệt của anh em. Ôi dồi, cái gì gì? Sao? Ôi dồi. Tắt đi, ai gọi à? Không, tự nhiên nó lại lên vô rồi. Bị dở à? Anh đây. Ôi, cái này ảo quá nhỉ. Anh đây. À không, để anh khỏe em. Thế nào nhỉ? Một ca mấy nhỉ? Ôi, rồi nhanh thế à anh? Cái này thì chịu thôi. Mình có biết đâu mình ngồi đây. Đây thì... Chào tất cả anh em thân yêu nhá. Chào 1.500 anh em. Cả mấy mắt rồi. Thế hôm nay là lâu lắm rồi. Cũng tháng này mới gặp đại ca. Đấy. Mà lại gặp thằng em ra em dại này nữa. Đấy, lại lên là bà mẹ. Đấy, lại gặp anh Thanh rồi đầu không mọc lóc. Không đau mà. Anh Tuấn đầu không mọc lóc. Anh Tuấn không mọc lóc. Em đại làm giấy. Đại là bé nhất trong đời. Con là cháu của anh Dũng. Gặp cái thằng người yêu chúng tôi. Suốt ngày thích chồng lốp, bánh chè, thích chè đó. Mãi luôn chửi chồng chè. Đây là anh Tuấn Ruby nhá. Chào anh em. Tuấn Ruby. Đây. Lâu lắm ở nhà mình có cuộc vui này, mình đợt này kiêng nhiều lắm. Thằng này được. Chặn kiểu gì anh?
đấy, nên là của anh đông người quá vẫn kèm một hai thành phần. Ôi rồi tránh sao được, tránh làm sao được, tránh cho khó được. Ờ, nó kệ 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 nó. Nhưng mà nó làm thế là mình bạn đâu nó chào anh Giang ấy chứ. Ừ. Chào có cái. Chào bạn cảm xúc nhá. Nó kệ nó anh. Kệ mẹ. Nó đang nó thế. Nó thế mà. Mình tránh mình gia đình nhà mình nhé, sống gì bọn nó đâu. Ờ bạn 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 Bắc Lê ơi, nói chung là nói nói chung là bạn Bắc Lê ạ, mình chỉ nói bạn này này, anh em mình không va chạm với nhau, không miếng cơm manh áo với nhau, nói chung là thôi, nên có những lời hay ý đẹp với nhau, bạn hiểu không? Thì nó sẽ là nhiều cái nó hay, bạn hiểu không? Chứ đừng nên nói chung là cãi nhau chửi nhau mình có gặp được nhau đâu, bạn hiểu không? À, hôm nay mình nghỉ bạn ngoài Nam nhá. Thế nên là tôi chỉ nói với bạn đấy thôi, đừng đừng nên sân si làm gì bạn ạ. Ok thứ nhá. Đấy không không bán hàng thì lại thế. Đấy các bạn không bán hàng thì rất nhiều người xem. Nhưng mà bán hàng thì lại thế. Chào tất cả, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Bạn Bắc Lê ạ, à? Con rất tôn chú. Ừ nhưng mà chú nói Bắc Lê ơi, chú nói này, chú tôn cháu tôn trọng chú là đương nhiên, chú bao giờ phải tôn trọng cháu là điều đương nhiên. Nhưng mà chú chỉ nói câu này, Giang thì nó là em thân của chú từ bao năm rồi. Thế mà Giang với cháu không va chạm cái việc gì. Đúng rồi, nên là thôi mình có lời ăn tiếng nói nhau làm sao cho đẹp đấy. Cháu xem bao người xem đây, cũng không ai nói gì cả. Nên là chú chỉ nói cháu thế thôi, nói chung là dù sao anh Giang chắc nhiều tuổi hơn cháu, đã gọi chú không chú chắc chắn là cháu ít tuổi hơn Giang đúng không? Thì thôi mình làm cái gì cho nó hợp tình hợp lý, đừng để có những cái hằn thù nhau hay là ghét bỏ nhau làm gì cả. Cháu hiểu không? Thế nên là thôi, còn cháu tôn trọng chú là đương nhiên là chú rất tôn trọng cháu. Thế nhưng mà Giang nó là em chú hiểu không? Đấy. Thôi hết rồi, nhưng mà để thôi nói để cháu nó hiểu thế thôi hiểu không? Chung là cảm ơn tất cả mọi người nhá, chửi cũng được, chào cũng được, cảm ơn tất cả mọi người vì anh em tôi á. Hôm nay là anh live stream để làm gì? Không, anh đừng nói đi mẹ, đừng nói gì, mình đang nói chuyện đây là rất nhiều người đang xem. Rất là cảm ơn mọi người, anh của tôi đã nói rồi, tôi cũng phải học cái đức tính của anh của tôi. Tức là ai quý thì chào, còn ai không quý thì ra ngoài cũng được, nhưng mà chửi lên trên này nó không hay. Anh em mình cũng được học hành rồi, đúng không? Cũng quá à. Tôi thì anh ra phải nói cười hỏi sao với nhau đi có sướng dạ xong mình cứ vui vẻ nhau đi chứ có phải sướng không đúng không? Cứ vui vẻ nhau đi chẳng mất gì cơ nói đúng không? Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà yêu, nay là cuối tháng cả nhà nhé, nay là 30 cuối tháng, mai là 1 rồi, mình nói những lời tốt đẹp nhé, mình nói lời tốt đẹp, nói những cái lời hoan hỉ cả nhà nhé, mai tháng mới là một trang mới cả nhà nhé, có gì mình cứ nói cái lời tốt đẹp, đừng có nói lời cay nghiệt, nó vất vả lắm ấy, nhiều khi về xong rồi là anh em lại cứ phải suy nghĩ, nó mệt. Nhà nhá. Nhá. Mình phải nói những cái lời hay ý đẹp. Nhá cả nhà nhá. Rồi cả nhà nhá. Gặp em fan đầu luôn. Ok, anh em ra thăm mình tí à. Bạn ơi, việc gì vậy à? Giang kiếm cho anh cũng đủ để đảm bảo mà. Cả bạn hiểu không? Cần gì phải ai kiếm đâu, nay về tao mới lừa này, này. Anh nhà mình là tài sắc vẹn toàn, thấy không? Nên là không cần nhá, cả nhà nhá. Thôi anh em mình vào đây cho vui vẻ tình cảm thôi. Mình cũng rất là trân trọng anh em. Nên là mong rằng anh em thì cũng trân trọng lại thế thôi.
nhá. Người ta chân bảo là cho nhau cái tình cảm thì sẽ được tình cảm, mà cho nhau cái không tình cảm thì không biết được hay không thì tự cả nhà biết. Ôi cảm ơn cả nhà rất nhiều nhá. Lên bia anh Dũng ngồi, bạn ơi lên bia đang ngồi cùng đây mà. Ok em dài nhất. Ok em. Ok Kiên Mèo nhá. Xin chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe và nói chung là mình chúc sớm một tí là chúc cả nhà ngày mai mùng 1 đầu tháng luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn thật là phát tài phát lộc đấy, và quan trọng nữa là vạn sự bình an đấy, tất cả những cái gì đều bình an đến với cả mọi người. Trọng Khôi cảm ơn Khôi nhá, chào Hoa Vinh nhá. Đấy, thế nên là không biết chúc gì hơn thì chỉ chúc mọi người là luôn mạnh khỏe và bình an là điều đầu tiên đấy, mong tất cả mọi người sẽ nhận được những cái lời chúc của mình và sẽ đưa tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với mọi người. Anh cảm ơn Quang nhá, ở hôm nào Hải Dương anh em gặp nhau, anh kia Thanh Hóa đúng rồi, Tuấn ạ, em ở Thanh Hóa ra chơi. Ok em dài Dung Hạc nhá, vui quá cả nhà ơi, cảm ơn Hoa Vinh nhá. Nên là cũng không biết nói thế nào cả, chỉ biết là cảm ơn mọi người là luôn luôn ủng hộ mình rất nhiều đấy. Cảm ơn em Giai Dũng Hạc nhá. Thôi nói chung này chỉ like tí thôi, nói chung vì thật ra lâu lắm mình cũng không rượu chè gì. Cháu chúc chú buôn bán đắt, chú không cần cháu đạt và chúc mà chú đang mua thích chú, cháu hôm nào lên đây mà chú đấy, hiểu không? Cảm ơn bố cụ Sóc nhá. Cảm ơn bạn Hiếu Nguyễn rất nhiều nhá. Cảm ơn bạn Hoa Vinh. Đấy, chỉ mong mọi người luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài phát lộc đấy. Cảm ơn bạn Nguyễn Vu nhá. Cứ có sức khỏe này và các bạn bạn sự bình an là ok. Không làm. Thôi bạn ơi bạn Trần Toàn ạ. Giang Hồ Giang Háng gì đây đâu bạn. Chào anh Giai Nghĩa. Không làm luôn. Ok. Mình chỉ biết nói thôi. Không biết nói gì hơn cả. Kéo này vừa đấy là cắt cua rồi, bây giờ lại cắt cái kia này. Nhiêu trùng đấy. Cảm ơn Hoàng Hiếu rất nhiều nhá. À con, bạn Lưu Thạch ơi, bạn nhắn tin cho mình đi vẫn còn nhá bạn nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều đã ủng hộ mình nhá, kể cả thịt sâu. Cảm ơn bạn lắm. Anh cảm ơn em Giai Nghĩa nhá, quận 12 nhá. Đúng rồi, hôm nay mình nghỉ ở bàn A, bạn Nguyễn Hiếu ạ. Kim Anh nhá. Vui quá, anh cảm ơn em Giai Nghĩa, em là Giai vui hơn cơ. Anh xin chào anh em 37 nhá. Cảm ơn bạn Nguyễn Nhân Gian nhá. Ôi rồi cảm ơn bạn Lam Rồng Nghệ An rất nhiều, cho mình gửi lời thăm tất cả anh em ở trong Nghệ An nhá. Đây. Thôi Trung Đạt ơi, mình nói thế rồi Trung Đạt ạ. Ôi rồi, bạn tôi nói để cho bạn Tùng Lê gì biết này, Tùng Hoàng Lê này, Phú nó là em tôi đương nhiên là nó phải mời, tôi ốm tôi không đi được, bạn hiểu không, là một cả hai thì nó qua lâu rồi. Vợ chồng Phú Kiều với tôi không có một cái vấn đề gì mà không mời cả. Cứ đâu có phải cứ đến dơ mặt ra. Dơ mặt ra thì mới là hay bạn hiểu không? Cho nên là bạn phải hiểu biết được cái gì nó đúng cái gì sai chứ bảo các bạn bảo không mời. Bạn biết là vợ chồng Phú không mời à? Lúc mới ra là mời tôi mà. Anh Tuấn ơi, em đây. Ôi thú đông nhiều lắm này. Rét thú đông nhiều lắm nhá. Ôi nhiều lắm. Nhiều luôn, không phải nghĩ. Nhá bạn Hà Long nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng anh Giai ơi. Anh nói là ai nhỉ yêu. Cho Minh Nam, Trung Đạt đứng trước mặt và chửi thôi kệ người ta. Ok Trình nhá. Lại xuống K6 rồi, xuống rồi. Thì cứ đúng phải lúc đấy. Ok, chào anh em Nghệ An rất nhiều. Úi dồi ôi, cảm ơn bạn Mùi Sơn nhá. Này anh em Nghệ An này.
anh em 37 Nghệ An gửi tới anh những điều tốt, điều điều tuyệt vời nhất. Đấy, cảm ơn anh em Nghệ An nhá. Cảm ơn các anh em Nghệ An rất nhiều. Cảm ơn anh em An tình cảm. Gửi những lời hay, ý đẹp thì được nhận lại. Cảm ơn nhá anh em Nghệ An nhá. Cảm ơn rất nhiều. Anh thì không nói gì hay là sẽ là lời cảm ơn ngay. Rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Cảm ơn ba anh em 36 nhá. Thân yêu nhá. Ok, ok. Đấy. Đấy, mình cứ vào đây cần gì đâu, cứ chào hỏi nhau có nụ cười tự dưng là sống nó sẽ khỏe hơn này, vui vẻ hơn này. Thế hằn thù nhau để làm gì các bạn ạ? Nên các bạn vào chào tôi phải chào lại các bạn. Nâng ly đi anh Dài, ai đặt sitting. Ok. Ok em Dài. Đấy. 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 Anh uống rồi nhá. Đấy. Chúng Trung Đạt ơi, anh bảo rồi em ơi, nói ấy nhau làm gì, em hiểu không? Nếu mà dụ không không anh cũng đó, hằn thù gì nhau hay là không bằng lòng nhau thì Trung Đạt ạ, về anh em gặp nhau nói chuyện với nhau hiểu không? Chứ còn thì ấy này làm chửi nhau làm gì Trung Đạt nhá. Ok Thái Hòa ơi. À không, mình nói mình để ý đâu mà. Ok anh em Sầm Sơn rất nhiều nhá. Điếu Thăng Long thì cho nó ngàn năm không Thăng Long nào. Quý lắm đấy. Thăng Long thì quý lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, uống tí. Úi dồi ôi, rồng đen. Bạn ấy uống liên tục chết đấy. Thật tình tình vô anh trai, cảm ơn em. Cảm ơn bạn Thái Nguyên. Thôi anh uống thế thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Giữ một cái mực ấy. Anh là rượu. À đâu? À, cởi chân là bạn là Nguyễn Văn Kiên ơi, xin lỗi bạn nhé. Vì đúng là ngồi đông nó cũng hơi chật nóng tí, cởi chân vô tình thôi bạn ạ. À. Nên là có gì các bạn thông cảm nhé. À ok, 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 Hoàng Hiếu rất nhiều nhá. Ok, thôi khi mình cho mình xin phép nhá, mình tắt like đây để mình tiếp anh em tí. Thôi mùng 1 là chúc sớm các bạn là luôn luôn mạnh khỏe nhá. Cảm ơn.